Tôi cảm kích là anh em đi ra cà phê Factory tìm tôi. À, cái bữa đó cà phê Factory đông lắm. À, thì tôi mới nói rằng thì là chiều hôm nay là có Super Bowl. À, và nhà tôi Đây là thì hôm chủ nhật á. vâng và nhà tôi thì cũng có tivi tôi biết. À, nếu các anh có thì giờ thì lại nhà tôi coi tivi. À, và tôi mời thế thôi. À, nhà tôi coi tivi thế là các anh ấy mới hẹn nhau mang đồ ăn các thứ lại đó. Thế thì các anh ấy mang đồ ăn lại thì tôi nói là nhà tôi thì có rượu có các thứ gì đó. Thế giờ thì là tới đó thì là định là coi cái Super Bowl rồi thôi. À, tại vì 3:30 nó bắt đầu Super Bowl rồi và tới 7 giờ nó hết. Thế là các anh ấy cũng coi được một ít rồi thì các anh ấy lại bảo coi hay là bây giờ thu hình đi. Thế tôi bảo thì đó thế tôi tùy. Thế là kéo cái ghế salon của tôi ra ngồi thu Nói về hình. đề tài gì bác? À thì mày thì Thì cũng vấn đề bốn xa nói về Tạ Đức Trí với lại Diệp Miên Trường là hình như lúc nó có đưa lên rồi đấy. Có có đưa đưa lên là lên rồi. tôi là ít khi coi lắm. Không, Vâng, đưa. tôi cứ nói xong rồi tôi lại quên. Bao giờ mà anh em là phải có người dẫn chương trình đặt vấn đề đặt câu hỏi thì tôi mới nói Hình rằng như là cái vụ mấy bị mấy ông bị thưa gì mấy ông nghị viên bị tố cáo là tham nhũng cái gì đó mà. à vâng à, đấy là cái tố cáo là tham nhũng cái anh trưởng cựu cảnh sát trưởng đó. Vâng, À, ông Kevin Baker. vâng và ông ấy đặt cái vấn đề thì tôi thấy rằng thì là mới đầu thì mấy cái vấn đề nó nhỏ lắm. Mới đầu thì là nó định kiện bà Rice cho tôi thì Rồi, muốn đúng rồi. kiện bà Rice và bà Rice đó thì ví dụ như là bắt cái anh này tới nhà để sửa máy computer thì tôi thấy tội nhỏ thôi, cái chuyện giản Gì dị. đâu, À, đúng rồi. xong rồi thì là lại tới nhà một cái người quen sửa cống cho cái người Cống đó. cho ông Sergio để Vâng, Candela. thì tôi thấy là nó cũng tội nặng, nhưng mà cái tội mà dùng cảnh sát để bao che hai cái cửa hàng, đúng không Đấy, ạ? đó, Tới đấy. sách nhiễu hai cái cửa hàng đó, đấy là một tội lớn, tội hình sự. Đấy, Đó. cái tội ra của một cái của ông Tạ Đức Chí và một cái của ông Andy Quách. Vâng, đấy thì chúng tôi mới muốn bàn về cái đó. Thì mấy người này cứ đôi khi thì cứ cứ hay sa đà, cứ lại nói vào những cái chuyện nó không đáng. Tôi bảo thì chuyện nó tội ít cái tội này này. Vâng, thì về cái vấn đề đó thì vâng thế rồi, nhưng mà hình như nghe nói trong nội đó thì Ngô Kỷ không đồng ý với bác về chuyện gì. Thì ông Ngô Kỷ là luôn luôn ông chửi cái phía mà không chống cộng thì là ông điểm Nhưng mà lần này ông chửi là Liên hội cựu chiến sĩ cũng nặng lắm đó. Tôi thấy ông chửi đó, thì Phan Kỳ Nhân, chửi nghĩa là gọi là bất mãn, bất mãn kinh niên vậy đó. toàn thể mấy tổ chức quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ Yeah, mang cho ông ông chửi mang cho ông phạm hết. hết. Và thì ông ấy thừa thắng xông lên. Thế thì tôi chỉ có nhắc nhở ông ấy, tôi bảo thế là ông tự nhận ông là một thằng homeless nha, mà bây giờ ông chửi mọi người thế thì ông thừa thắng ông xông lên. Tôi thấy nó kỳ quá. Tôi thì chả nhẽ là tôi thấy rằng thì là những người đó thì nó có cái đúng cái sai mà còn giá trị hơn ông nhiều. Là xong rồi thì là ông ấy lại thừa thắng xông lên. Có một cái này nó gian ý lắm, là ông ấy nói ông ấy có bằng cử nhân. À, Đấy, đấy, ta cử cử giả nhân luật. vâng giả vờ xen vào cái bằng cử nhân. Thì giờ này thì tôi sẽ chất vấn là bằng cử nhân ông thi ở trường nào, ông thi năm nào, các giáo sư dạy ông là ai, có những ai ở cùng khóa với ông bây giờ còn sống. Và tôi sẽ xin nhờ tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam xem cái năm đó danh sách đó có ông Ngô Kỷ không. Không cần bác ạ, tôi có hồ sơ cái vụ kiện của báo Người Việt. Ông Ngô Kỷ báo bị quan tòa hỏi rằng ông có là cử nhân luật hay không. Ông bảo tôi có đi học luật,
tôi hỏi ông có phải là luật sư hay không? Yes or no? Ngô Kỳ bảo no. Thế tại sao ông nói ở đây là ông là luật sư và tôi đi học luật? I don't asking you what you study. Tôi chỉ hỏi ông, tôi không có hỏi ông là ông học cái gì, mà tôi chỉ hỏi ông là ông có là luật sư hay không. To be or not to be. Thế xong rồi cháy, cháy chưa? Thế ông có tòa hỏi, thế ông qua Mỹ ông làm cái gì? Tôi qua Mỹ tôi không làm cái gì hết. Cái đó là nói sai. Tại vì hồi đó đi làm cho Hoa Phát, ăn cắp đồ của Hoa Phát bị đuổi. Hoa Phát là nó gửi tiền, mới gửi đồ về Việt Nam. Thế bị đuổi xong rồi cái tiền, nhưng mà làm là làm lậu, làm lấy tiền mặt đâu dám khai. Thế hỏi thế làm sao ông sống? Ở Vietnamese community feed me. Thì bác biết rằng cái tiếng Mỹ feed ấy, tức là người ta nuôi con vật. Đấy, người ta nuôi súc vật chứ không bao giờ feed một con người hết. Đấy. Ông bảo Vietnamese community feed me. Cả cái tòa nó cười. Đấy. Thì thưa quý khán giả, cái hồ sơ đó, KBC Hải Ngoại, Nguyễn Phương Hồng có. Đấy, đừng có nói là tại sao ông lại có nhiều chuyện quá. Thì trong cái này thì tôi cũng chỉ có cười, tôi bảo thì là ông Nguyễn Phương Hùng là ông ấy sống bằng không khí thôi, ông ấy thở, ông là thở bong bóng cộng đồng. Ây, vụ lùm xùm bà Kiệu Đài Vĩnh Long và Việt Phây TV. Đấy, bà cũng có cái đấy, cái vụ đó nữa. Rồi chửi. Vụ đó là hình như là Ngô Kỳ chửi bác nặng. Bắc Bình, hình như Bắc Bình bên nhà nước Việt Nam. Không, thì tôi nói chuyện rằng thì là nói chuyện là lùm xùm rồi vụ lớn đã biết đó. Các ông toàn nói chuyện lớn cả, mà nếu nói về một cái đài phát thanh mà nó 1,000,000 đó thì có ăn thua gì đâu mà lùm xùm mà trên nguyên tắc đó là đài Việt Face TV đó về bên kia thương lượng để mà mua được cái quyền mang phim bên đó qua để chiếu. Một cái đài Vĩnh Long là cái đài địa phương, thì nó tính toán thế nào trong cái hệ thống cái truyền hình, người ta có quyền cái nào được quyền bán và cái nào được quyền không, thì bên đây ông mướn ông thuê thế nào thì còn có cái gì đâu. Còn lùm xùm chăng nữa đó thì có thể là mướn rẻ và thành ra mướn mắc, thì nó cái tiền đó là ông Tô Văn Lai với lại ông truyền hình Vĩnh Long chia chác với nhau nào thế nào mà nó tới, nghĩa là nó tới tay nhà nước thì nó mới là luôn chung đổ bể ra đó. Chứ còn đài người ta làm thì người ta phải kiếm cái phim nào mà cho ăn khách người ta chiếu để người ta lồng cái quảng cáo vào. Tức là hai cái vấn đề là tôi nói chuyện rằng thì là cái văn hóa ở trong nước nó cao hơn ngoài này nhiều. Không ạ, nó cao hơn ở trong này nhiều, thành ra đó người ta có cộng tác với đấy là chuyện bình thường. Và nó cũng đã đổi tên rồi. Những mảnh đời bây giờ thành ra cái chó gì đó. Những mảnh đời lưu lạc. Rồi có chiếu mấy cái phim, có chiếu mấy cái phim về những mảnh đời của Hồ Biểu Chánh hay cái gì đó. Yeah. Lôi ra tùm lum tà la, tên ấy cái đám này đó mà bên kia mà nhớ mà cái ông Đinh La Thăng mà cái ông có đánh giấm một cái, đám bên này nó cũng tìm tòi nó moi ra cho được. Cái giấm thối là vì bọn cộng đồng này nó làm cho thối. Bác nói trên Facebook cũng có người nói là giờ ông Nguyễn Phương Hùng cũng chỉ đánh giấm một cái là nó cũng giật mình. Vâng, thì đã nói như vậy là quý vị cứ nhắm ông Tô Văn Lai nghĩ rằng là mình có thể blackmail được ông hay là tống tiền được ông qua cái buổi nói chuyện này. Có người lại không biết chuyện là bảo chú Hùng nói cho ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Chuẩn đi thưa cái này, cái phố Quân Sản TV, thế bảo là ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Chuẩn là đài VBS đâu có liên lạc với đài. Rồi ông Ngô Kỷ ông chửi ông Linh Mục gì đó mà tôi Nguyễn Ngọc Chuẩn đấy chửi không tiếc lời. Thế nhưng mà ông Chuẩn đó là VBS đó, đâu có phải là đấy. Thì cái này nó thật sự ông Chuẩn đó, ông muốn thưa đó, ông thưa cái vụ ông Phan Kỳ Nhơn đó là còn nặng hơn nhiều. Còn bây giờ Ngô Kỷ bây giờ thưa Ngô Kỷ là lấy cái gì? Trên răng dưới dép này thì là lấy được cái gì? Tuy nhiên tôi thấy là các ông làm cái chuyện này không công bằng. Là Sài Gòn TV này, đấy, ông Nguyễn Mạnh Cường này, đó, đi về Việt Nam làm phóng sự, rồi truyền tải những đài truyền hình. Không nói mà cái chuyện tránh ở đây là
tại sao quý vị cứ né không dám nói? Đó là những cái hình ảnh ngày xưa đó, các đài truyền hình đây không dám chiếu. Tượng bán thân của Bác Hồ, lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ búa liềm, luôn luôn các cái hội nghị hay là các buổi họp đều có hết. Và bây giờ đó, họ chiếu công khai đó, công khai luôn. Thì có phải là vì cái vấn đề công khai đó mà bây giờ các vị tức, tức là tìm cách để mà để cấm người ta chiếu hay không? À, thì mình mới nói chuyện ra thì là cái câu chuyện mà ông đại sứ Tess Osius đó, đấy, ông ấy nói về cái lá cờ đó, yeah, thì tức là ông ấy muốn mang ra, ông ấy diễu, ông ấy nói chuyện rằng là chúng mày bịp không à, yeah, à chúng mày à, thế thì ông ấy giả vờ, ông ấy trách cái cộng đồng rằng ông không muốn đứng dưới lá cờ này, nó tự dưng mang mẹ nó ra chỗ thùng rác mà để à, thành ra cái bọn này nó đâu có trọng cái lá cờ, đúng rồi, nó là cái bọn dí cờ chứ nó không phải là dí cờ. À, nó mang cờ ra nó thành ra là một thứ bệnh truyền nhiễm mà bệnh giang mai à, ý chúng nó là nó dùng cái lá cờ nó dí vào những bệnh truyền nhiễm, nào không ạ? Đấy, cái thái độ của chúng nó vô phép như vậy. Vâng, vẫn cái tiết mục của Bác Cường là báo xuân, mại rô, báo xuân Việt Dream ra sớm. Thì bây giờ nay bày và bên cạnh những báo xuân của người Việt Viễn Đông, nhất là báo Việt báo phong phú hơn nhiều, thì Việt Dream trông như là quảng cáo cho đồ ăn chó. Vâng, cái này là cái ý chuyến trước là khi mà vào Việt Dream ra đó, thì tôi đã... Từ năm ngoái tôi đã cảnh cáo, tôi nói chuyện rằng thì là cái truyền thống báo xuân đó, yeah, là nó coi như lương tháng 13 của những ký giả mà nghèo nàn. Thế cái đài Little Sài Gòn đâu có cái chức, đâu có đói lắm và đâu có cái chức năng để mà in cái tờ báo nặng trình trịch, yeah, mà nhìn ra thì nghĩa là nó là những tờ quảng cáo flyer, yeah, mà nó dính đóng, vào nhau đóng, nó đóng thành tập, yeah, không ạ? Vâng. Thế thì à, nhưng mà lấy láng quá, vâng, nó à, à đấy, nhưng mà cái thằng này nó hay ở cái chỗ rằng nó nói rằng nội dung phong phú, ừ, và nghĩa là mang một cái tờ một cái cành hoa xuân vào nhà, ừ, xong rồi nhưng mà đó nó hay là nó ra rất sớm à, và suốt ngày nó quảng cáo, nếu mà nhìn cái quảng cáo một ngày nó quảng cáo 3 lần như vậy đó à, thì không có một tờ báo xuân nào mà có thể quảng cáo nhiều bằng nó, tức là đấy là một thái độ lấy thịt đè người, ừ, không ạ? Và nó không có ý thức gì về vấn đề văn hóa. Tôi đã cảnh cáo cái đài Đi Tân Sài Gòn. Bây giờ đó, tới cái lúc mà các tờ báo xuân của báo Người Việt, của báo Viễn Đông và nhất là của báo Việt Báo đó, của Trần Dạ Từ đó, yeah, à, thì mình mới thấy rằng thì là chết chưa, ở trong nội dung nó phong phú hơn nhiều và mình mới thấy rằng cái bìa nó rất là truyền thống. Thì cái tờ Việt Stream của cái Nguyễn Hữu Công đó, thì tôi thấy rằng thì là hắn ấy cũng là năm tuất, thì hắn ấy để một con chó ở cái tờ đó và tôi thấy lăn tăn những cái hoa rồi những các cái gì đó, tôi tưởng là nó là cái tờ báo quảng cáo đồ ăn của chó. Không, ông nhìn thật xem, nó là tờ báo quảng cáo đồ ăn của chó à. Thành ra cái thằng mà nó không có văn hóa đó, à, nó lấy thịt đè người đó, nó buồn cười lắm. Nó đã đóng vai ngụy quân tử rồi, à, nó hề hề, nó cười thế này thế kia. Xong rồi thì là thỉnh thoảng nó đem nó dùng cái tiếng nói người dân, nó đá Bùi Bảo Trúc, nó đá anh thua cái tiếng nói người dân, cái tiếng nói của anh nghĩa là chỉ là chống cộng một chiều thôi, nó cảm ơn Bùi Bảo Trúc, nó đá đều như vậy. Xong rồi thì là nghe, tại sao tôi nói cái đó, nghe khi nó quảng cáo đó, cái giọng của Nguyễn Hữu Công khi nó quảng cáo cái tiếng nói người dân đó với một cái giọng hề hả, quý vị nghe xem thằng Nguyễn Hữu Công này nó quảng cáo cái tiếng nói người dân đó là tiếng nói của người khác, của người trong nước,
mà với một giọng hề hả để nó đuổi thằng Bùi Bảo Trúc. À, nó đều giả như vậy. À, thành ra mình mới hiểu rằng thì đã có lần tôi gọi và tôi hỏi rằng thì một cái đài như vậy các ông có cái bảo hiểm gì không, có benefit gì không, tôi cũng chả hiểu cái gì cả. À, thì lỡ nga lỡ ngỡ xong rồi thì thế thì một vài độc giả lại gọi vào bảo ông Bùi Bảo Trúc chết thì có phủ cờ không, thì nó trả lời một cách lúng túng là ông ấy chết quá đột ngột. Buổi trưa ông ấy còn nói hơi ngọng một tí, tới chiều thì ông ấy mất rồi, và gia đình thì nói là không muốn phủ cờ. Thế thì cái câu chuyện là gia đình không muốn phủ cờ đó, gia đình không quyết định, gia đình hiểu cái tâm sự của Bùi Bảo Trúc chứ. Gia đình hiểu cái tâm sự của Bùi Bảo Trúc, biết là thằng em mình, người nhà mình nó đã đi quá lỡ, lỡ độ đường rồi. Nó cũng là con cụ giáo bảo đốc học ấy nhé. Nhưng mà nó là cái một cái thằng hư đốn. Của Bùi Văn Bảo đó. Nó là cái thằng mà cụ Bùi Văn Bảo là cụ có một cái câu nói rất hay. Đừng lo con cháu mình kém tiếng Anh, mà hãy lo con cháu mình giỏi tiếng Việt. Ông ạ, đấy là một lời khuyên khi mà bước qua cái đi vào cái nước Mỹ thì cái thằng Bùi Bảo Trúc hay là đài Đức Sơn Sài Gòn nó làm ngược lại hết. Nó làm ngược lại hết. Thành ra mình mới thấy rằng thì là nó có cái oan khiên của cái Bùi Bảo Trúc. Thỉnh thoảng bây giờ đấy, vừa rồi kỷ niệm một năm xong rồi tôi lại thấy rằng thì là cứ thỉnh thoảng ở cái đài đó nó lại nhắc lại mấy cái buổi mà Bùi Bảo Trúc phê bình về mấy cái bản nhạc đó, rất trình độ về cái nhạc đồng quê của người Mỹ, người viết các thứ gì đó. Rồi thì thôi. Vâng, thế tờ Việt Báo bà Nhã Ca là tu tại gia bây giờ đó, bà có xin lỗi ông Nguyễn Đắc Xuân chưa? Bà nói là Nguyễn Đắc Xuân chết thì là tên cái gì, tên đao thủ phủ của Huế, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Hồ Ngọc Phan. Bây giờ Nguyễn Đắc Xuân chưa chết thì bà có xin lỗi. Cái vụ này đó thì cái vụ Tết Mậu Thân đó thì mình phải hiểu rằng thì là cái người mà đi ra đó đó, tức là ông Sáu Lẻo. Đúng rồi, Nguyễn Ngọc Loan. Tức là Nguyễn Ngọc Loan đi ra mà để dẹp cái vụ Phật giáo miền Trung. Và đồng thời cái cộng sản mà nó chiếm cứ được hai mươi mấy ngày đó. Thế thì bà Nhã Ca thì không biết là bà ấy có mặt ở đó không, hay là giả dụ rằng bà ấy có mặt ở đó thì bà ấy mới là vành khăn tang cho Huế. Thế rồi thì là nghĩa là nói chuyện là nghĩa là sau cái đó, cái ngày Tết đó một cái, sau khi mà cộng sản rút khỏi Huế một cái thì cả thành phố ồ lên tiếng khóc, phải không ạ? Ồ lên tiếng khóc, có những cái tiếng vẫy tay, rồi có những người trên xác chết. Thế thì hôm qua thì thứ nhất là bà Nhã Ca, cái mốt của bây giờ đó là thứ nhất là dịch tác phẩm ra tiếng Mỹ. Thì với nhờ một cái bà tiến sĩ tên là Osterdin, bà rất thông thạo tiếng Việt vân vân. Thế nhưng mà cái bà này thì bà cũng rất đáo để dịch, thì tôi dịch. Nhưng mà bà chơi 50 trang đầu, giới thiệu 50 trang đầu. Tức là bà ấy, những tiếng nói khác của Nguyễn Đắc Xuân, của Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Phan vân vân. Thành ra đó, chứ còn một người trí thức mà mày nhờ tao mà mày lại định dùng tao như là một cán bộ trung ương tình báo thì mày là thằng nhà quê, phải không ạ? Thằng Trần Dạ Từ với con là sử gia mà. Thằng Trần Dạ Từ với con Nhã Ca này tưởng là nó bịp được người ta, phải không ạ? Bà là sử gia đó. Thế thì đấy thì mới nói chuyện rằng thì là đọc 50 trang ở đầu đó, có ai mà dịch mà tự dưng là chơi 50 trang ở đầu không, phải không ạ? Thế là lời tựa
Loài tựa mà một mình mà bao tựa mà tới 50 trang mà người ta viết một quyển là một quyển à, sách. À. Thế à, thế thì đấy là cái người trí thức người ta đáo để như vậy chứ ai nào. Cái lời tựa ông chửi à, à, này, là lời à, 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 không, không, nói bà, sự thật chứ. Bà nói sự thật chứ bà không chửi, bà không chửi chứ. Nhưng mà để bà người khoe trí à, thức mà. Khoe bà à, không, bà không khoe. Bà nói sự thật. À, bà nói sự thật để mà tự dưng cái bên kia tùy anh muốn nói chứ bà cũng không phản bác gì. Cái thứ hai là bây giờ lại một bước kế tiếp nữa thì là Nhã Ca nhờ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa giới thiệu về cái vụ và Nguyễn Xuân Nghĩa thì cũng nói chuyện là cũng giới thiệu cái quyển mà Vành Khăn Xu cho Huế bằng tiếng Anh đó. À, xong rồi thì là cũng nói rằng thì là tôi có quen biết cái bà này cũng đã phỏng vấn tôi cũng quen biết thế này thế kia đó. Rồi cũng quen biết Nhã Ca Trần Dạ Tử là người thế này thế kia đó. Nhưng mà nó có một cái nó có cái buồn cười đó là ông ấy nói rằng thì là sau đấy thì mấy cái người học ở Pháp đó, học về điện ảnh đó thì mới viết làm một cái phim là Đất Khổ. Đất Khổ thì là cũng là những cái người mà đạo diễn học đạo diễn ở bên Pháp mà Nguyễn Xuân Nghĩa cũng biết, nhưng mà Nguyễn Xuân Nghĩa thì hồi đó tôi là đàn em mấy người này thôi. Đất Khổ thì nó có lúc quá trình công sơn trong đấy. Ừ thì đã đấy thì mới nói chuyện là Đất Khổ và cả Trình Công, tức là hai cái nó ghép lại. Thì cái đó nó tới năm 73 nó mới ra mắt. Nó chấp thử độc một lần. Xong rồi vì cái tình hình nó bất ổn bây giờ đó thì là cái cuốn đó cái cuốn đó không lấy nữa. Phim đó thì được chiếu bây giờ ra thỉnh thoảng nhớ Hà Nội vẫn chiếu. Vâng. Thế à? Thế mà cái vấn đề Tết Mậu Thân nó trở thành cái khúc mắc là cái nơi mà Nhã Ca tuyên bố để có những cuộc chôn tập thể đó, có những nhà báo, những nhà lịch sử của Mỹ nó đòi hỏi nó tới để coi những vị trí đó thì đều bị từ chối, không cho biết cái vị trí nó nằm ở đâu. Thành thử ra cái nguyên nhân để chứng minh đó là cuộc thảm sát đó, nó không có nguyên cớ. Đúng. Không có nguyên thì cũng lấy cái điều đó ra làm cái chuyện gỡ gạc không có nguyên cớ là bây giờ tại sao lại giết mà giết thế nào.